Giáo dục địa phương 6 tuần này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về dịch COVID-19. Các em có biết tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp như thế nào trên thế giới, ở Việt Nam và cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hay không? Ngày 20 tháng 9 năm 2021, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 346.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 229 triệu ca, trong đó trên 4,7 triệu ca tử vong và 18.586.459 đang điều trị. Trong đó 98.694 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca nhiễm của thế giới tăng 107.886 ca, tử vong tăng 2.487 ca. Như vậy, những số liệu trên đây đã cho chúng ta thấy rõ ràng dịch COVID-19 là một cái đại dịch lớn trên thế giới và đang diễn biến rất là phức tạp cũng như nguy hiểm. Kể từ đầu dịch đến ngày 21 tháng 9 năm 2021, Việt Nam có 707.436 ca nhiễm, đứng thứ 47 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì Việt Nam đứng thứ 156 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 7.189 ca nhiễm. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 229 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.545 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, đó là tỷ lệ 2,1%. Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Việt Nam ghi nhận 9.682 ca tại 34 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên 742.175. Kể từ khi dịch bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 746.625 ca nhiễm, 516.449 người khỏi bệnh, 211.832 bệnh nhân đang điều trị và 18.400 ca tử vong. Ở Việt Nam chúng ta thì các tỉnh thành có số ca nhiễm tử vong vì COVID-19 cao thì đầu tiên phải kể đến thành phố Hồ Chí Minh, tiếp theo là đến Bình Dương, rồi đến Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Các em có thể tham khảo thêm bằng bảng số liệu mà cô đưa ra ở hình bên. Cụ thể là vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cho biết từ đầu đợt dịch thứ tư, tức là từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thì thành phố có 366.539 ca mắc COVID-19. Trong đó 14.115 người tử vong, thì các em thấy đây là những số liệu rất là đáng lo ngại phải không nào? Và nếu như các em thường xuyên đọc báo, đọc tin tức, cập nhật tin tức thường xuyên thì chúng ta thấy là trong những ngày qua, mỗi ngày thì ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đều có vài ngàn ca nhiễm COVID-19 mới. Vậy thì với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất là phức tạp như vậy thì chúng ta nên đối mặt với COVID-19 với tinh thần như thế nào đây các em? Thì chúng ta cần phải cẩn thận, có trách nhiệm nhưng luôn luôn lạc quan và đoàn kết,
Cũng như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng nói, nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng, toàn dân Việt Nam đều đồng lòng, toàn dân chống dịch, thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng như dân tộc Việt Nam ta đã nhiều lần chiến thắng. Có lẽ các em đã từng nghe hai câu sau: đồng bào ở nhà để bảo vệ chúng ta, chúng tôi ở đây để bảo vệ đồng bào. Như vậy, đội ngũ y bác sĩ đã vất vả ngày đêm, hy sinh quên mình trong công tác chữa trị bệnh COVID-19. Vậy thì, chúng ta nên ở nhà, chấp hành đúng các chỉ thị của thành phố, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết để bảo vệ bản thân mình, gia đình, và đồng thời cũng là để thể hiện tinh thần trách nhiệm với đất nước. Các em có biết thông điệp 5K để ngăn chặn dịch COVID lây lan là gì không? Các em hãy quan sát hình ảnh sau đây cho cô. Vậy thông điệp 5K gồm có: thứ nhất, đó là khẩu trang. Các em đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Riêng tại cơ sở y tế, khu cách ly thì các em cần đeo khẩu trang y tế. Thứ hai, đó là khử khuẩn. Các em cần phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và giữ nhà cửa thông thoáng. Thứ ba, đó là khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Thứ tư, không tụ tập nơi đông người. Và thứ năm là khai báo y tế. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì các em hãy gọi đường dây nóng 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Thực hiện khai báo y tế trên các app. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tiêm vaccine cho toàn dân. Thì quận 11 chúng ta là quận dẫn đầu ở thành phố Hồ Chí Minh về tốc độ tiêm mũi 1. Quận 11 quan điểm rằng giải pháp hữu hiệu nhất để thắng dịch COVID-19 là tiêm vaccine để miễn dịch cộng đồng. Do đó, việc tiêm phòng được quận 11 quan tâm và kết quả là quận 11 chúng ta là quận tiêm COVID-19 nhanh nhất thành phố Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị cho tiết sau, các em về tìm hiểu cho cô. Thứ nhất là các triệu chứng thường gặp của bệnh COVID-19. Thứ hai là cách tự chăm sóc bản thân và người thân khi mắc COVID-19. Thứ ba là dịch COVID ảnh hưởng đến tinh thần, gây ra những hệ lụy như thế nào và làm sao để có sức khỏe tinh thần tốt vượt qua đại dịch COVID-19. Tuần 5, các em sẽ có bài kiểm tra đánh giá thường xuyên môn giáo dục địa phương 6. Nội dung kiểm tra sẽ là: em hãy vẽ một bức tranh với chủ đề nước Việt Nam chung tay chống dịch COVID-19. Các em hãy suy nghĩ, chuẩn bị và thực hiện vẽ tô màu trên giấy A4, ghi rõ tên trường, họ tên học sinh, lớp. Sau đó chụp hình gửi vào group Zalo lớp cho cô. Hạn chót nộp là ngày 10 tháng 10 năm 2021. Sau dịch đi học lại, các em sẽ nộp lại bài vẽ đó cho cô. Tiết giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Thân chào các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học giáo dục địa phương 6 tuần sau nhé.